anh em là muốn chơi cảm giác mạo hiểm đấy. Đấy, cầu treo lấp lẻo đấy. Khi đi qua một cái cầu cáp treo nhỏ thì các bạn sẽ vào cái khu vực chính của cái trộn nước này nhá. Nôm na các bạn kiểu như là cái gầu múc nước bằng tre, lợi dụng cái dòng nước chảy của dòng dòng suối này thì để đưa nước vào trong các cái cánh đồng đây. Quá đẹp quá. Đội phê phượt vừa có đoạn clip với cả các bạn bé bé ở trên bản, quá đẹp luôn. Đồ đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Ôi, đẹp quá, đẹp quá. Trên phía Tây Bắc thì khi vào tạm đường thì có thể chắc tôi nghĩ đẹp nhất là cái cột nước là Khương. Cột nước là Khương. Từ Tam Đường các bạn vào đây khoảng như anh Tuấn anh ấy chạy khoảng 30 phút thì cái điểm kem của nó thì cả một cái dòng bờ sông này thì miên man luôn. Xe rất là dễ. Nhưng mà đẹp nhá, sông ở trong này đẹp ở cái này. Mùa này là mùa nước cạn đấy. Dòng sông như này rồi nhưng mà nước nó lên nữa thì đầy nặng luôn. Cợt nước là Khương chứ không phải trên Hà Giang đâu. Hà Giang cũng có nhưng không đẹp bằng ở đây. Đấy đẹp hơn nhiều. Anh em là muốn chơi cảm giác mạo hiểm đấy. Đấy, đồng treo lấp lẻo. Đấy, sang với phim mà trong nhiệt luôn. Như trong phim Hồng Kông luôn. Đấy, cũng nhiều lắc ác. Không sử dụng đâu. Đây là cầu cáp treo rồi. Qua sông vào bản. Đấy, anh em nhìn thấy cái sông nước bên kia không? Điểm rõ ràng hơn đây, nhìn cận hơn về cái hướng để kem nhá. Chỗ cái xe màu cam Ranger kìa. Phía bên này dòng sông đã làm bãi đổ bê tông đẹp đẽ rồi, sạch sẽ rồi, ngăn nắp. Dòng sông Nậm Mu này thì người ta gọi là suối thôi chứ còn chưa được gọi là sông. Suối Nậm Mu trải dài rất là đẹp. Đây chỗ này thì bơi thoải mái luôn này. Mà không có sâu quá. Tất nhiên là vào mùa nước thì nó sẽ cao hơn. Đấy, vào một cái nửa ruộng khác nhau. Rất là dễ đây, cây tre đưa vào này. Bước nước ở đầu kia đổ xuống đây. Cái này nếu mà gọi là làm điện thì cũng được ấy. Cái đẹp nó thì sâu chứ. Còn sâu, còn sâu, còn sâu. Nếu mà các bạn đã đi Hà Lan rồi đúng không ạ? Thì khi các bạn đến Hà Lan có cái cối xay gió và có một cái dòng sông đi ở trên thuyền để tham quan thì các bạn cũng tự tin rằng đất nước Việt Nam của chúng ta đẹp không kém gì Hà Lan. Với cái cột nước này nó có khoảng hơn 20 chiếc và nó cũng rất là tự nhiên và rất là handmade. Tôi nghĩ rằng là bọn tôi đi mùa này còn là nước còn là hơi cạn cạn rồi, nếu mà dòng nước nó to một chút nữa thì nó quay nhanh nữa. Nhưng mà đối với dòng nước như thế này, anh em camping ở trên kia rồi cho trẻ con xuống suối tắm, còn cái vùng sâu sâu kia thì bơi, thì các bạn có thể chơi nguyên mùa hè ở đây. Hè năm nay đội phê phượt sẽ tổ chức đi lên cột nước cả Lạc Hương này, mới lại đi lên xin suối hồ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn là một dãy của nó nhé. Theo tôi bán kính nó rơi vào khoảng đúng như bao nhiêu, 6 mét không? Đúng được 6 mét. Vâng, anh luôn.
nhưng mà chú ý bảo vệ môi trường nhá, đừng bẩn quá. Đây là các cái lán để mọi người tính nắng mưa. Đây là các cô bé của dân tộc Lào Lự. Bạn nói là áo bội Lào Lự tôi chẳng biết, xin nghe thấy bao giờ. Chắc là nói đi hậu tí để tra lại đấy. Thật không? À, đến đây các bạn có thể thuê quần áo dân tộc, hoặc là các bạn mặc quần áo dân tộc và chụp ảnh thì nó quá đẹp. Đây như là chỉ người Thái sao anh như thế. Đây là các bạn thuê quần áo mặc thế này. Này chụp ảnh đẹp hơn. Cái này là 100% handmade luôn. Đây gọi là cái trụ bê tông nhưng mà lại toàn bằng đá, bằng với cả cái sọt tre quây lại. Chết rồi, chết Hello em. Nếu như mà anh em mà chơi lều đất ấy, thì anh em đậu xe ở trên kia, mang lều xuống đây mà khỏi kem cũng được, có sẵn nhà lá đây rồi. Thế và nếu mà nhìn cái cột nước này ấy, thì từ phía bên nét bên này của sông nhìn sang sẽ đẹp hơn. Nên đẹp hơn rất là nhiều. Suối Nậm Mu. Nhưng được chưa, được phải là sông rồi. Không. Nhưng mà nước có to nó lên đến đây không? Có. Nó còn ngược ở trên. Ồ. Sông Nậm. Suối Nậm Mu. Suối Nậm Mu. Có học lớp mấy nhỉ? Có học lớp 9. Có tất cả các bạn đi lớp 9 đấy à? Cháu không biết. Tại là không quên. Anh em ơi, đây là Suối Nậm Mu. Em ơi, Nậm Mu. Suối Nậm Mu nhé. Nhật. Suối Nậm Mu. Quần áo của dân tộc Lào. Qua ra các bạn kia cũng nói dối thật. Và các bạn này ra đây để chụp ảnh để ok nhưng mà lúc thôi. Đây bạn lấy thì biết ở đây à? Rồi. Một cái phần thì trêu gái bản ấy.
Còn bạn kia cho ướt luôn kìa. Tuấn của đội phê phượt đang xuống té nước với các bạn kìa. Đấy, té nước đi. Trời, té mạnh mạnh lên tí nữa nào đấy. Đấy, Đỗ Tuấn làm sao mà lại quen được một bạn ở đây nữa thì là nét quá rồi, quá đẹp luôn. Hay là bơi đi. Đây, anh em thấy không? Anh em nhìn thấy không? Đấy, và hết cameraman bây giờ lại chuyển sang tôi làm caramel, cameraman. Dòng suối rất là đẹp nhá. Đấy, cách nhìn từ phía bên này nhìn sang, tức là cái cợn nước thì nằm sát bên tay phía có nhiều ruộng, còn đây là cái lòng sông ấy, thì được chặn nó lại. Để chốt lại của tập phim đi thăm người ta gọi là cợn nước, là tiếng dân tộc mình cứ gọi là cái guồng nước Nà Khương ở suối Nậm Mu, bản gần đây có cái bản Bo. Thế và đi từ Tam Đường vào đây chỉ khoảng tầm 30 phút 40 phút thôi, đường khá là dễ đi, đường bê tông rồi. Thì tôi chốt lại với anh em là này, anh em sẽ vào mùa lúa chín thì nó vàng, còn bây giờ đang trồng thì nó xanh. Bây giờ khu vực này là khu vực đi xuống cái cợn nước nhá. Còn đây này, anh em nhìn thấy con bán tải không? Ranger độ thành nhà di động đang nằm ở bên kia, với cái cầu cáp treo này không? Thế thì cái bãi để mà đậu xe kia kìa, chính là để chúng ta kem luôn. Chúng ta ở bên đó có thể kem được cỡ khoảng 10 đến 15 xe là thoải mái. Còn không kể là dọc đường vào ấy, thì các bạn cứ thể chọn điểm thôi. Thì chúng ta mùa hè thì cho trẻ em xuống đây bơi thì cũng thích lắm. Thì trong cái đoạn clip này nó hơi bị lộn xộn, lặp đi lặp lại, nhưng mà chốt lại của tập phim này là như vậy, để các bạn cùng yên tâm. Nếu như các bạn mà cô dâu chú rể hoặc là tình yêu gì lên đây mà mặc quần áo xong rồi chụp ảnh thì chắc chắn là phê luôn. Phía trên cao là các đồi chè nhé. Ở trên Tam Đường có một số cái bản có đồi chè, nhưng tôi nghĩ là nó không thể đẹp hơn đồi chè Mộc Châu đâu, nên là các bạn cũng cứ tham khảo thêm thôi. Chứ còn đây có nghĩa là điểm đẹp nhất rồi đấy. Tạm biệt. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi tập clip này. Bye bye.